thành phố Hồ Chí Minh phá đường dây mua bán súng đạn quy mô lớn. Xử lý rác thải bằng phương pháp đốt rác và phát điện tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể đi vào thực tế. Số hóa chợ truyền thống mở ra cơ hội cho các chợ và tiểu thương.